Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, Diễm Quỳnh xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình này chúc quý vị sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi trọn đời tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 1949 năm mạng. Xét về bản mệnh, người này thọ từ 70 tuổi trở lên, là người cần cù chịu khó nhưng phải luôn nỗ lực thì mới thành công. Tính người này bảo thủ, cố chấp. Họ rất khó thay đổi quan điểm hay ý kiến của họ. Họ tính toán mau lẹ, nhờ đứng vào can kỷ cho nên tuổi này tiền bần hậu phu. Nói là bần thôi chứ Kỷ Sửu vẫn đủ sống cả đời, và hơn nữa họ là những người sống có tâm và có đức rất là rộng. Và nếu như nam mạng chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 đang xem video này thì mời quý vị gia chủ hãy tiếp tục theo dõi để có thể chiêm nghiệm về cuộc đời của mình qua các phương diện cuộc sống cũng như là vận hạn của mình trong năm 2022 nhâm dần này. Xin mời. Gia chủ nam mạng Kỷ Sửu sinh năm 1949 có cung mệnh thuộc cung Đoài, trực bình, mạng thích lịch hỏa, lửa sấm chớp, khắc thiên thượng thủy, là con nhà Xích Đế Phú Quý, xương con trâu, tướng tinh con cú, Phật Bà Quan Âm độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm về tử vi cuộc đời nam mạng tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 thông qua bài thơ sau đây. Kỷ Sửu số mạng như là lửa trời chớp nhoáng có ngày cũng tan, số người mạng hỏa tương sinh, làm ăn thuận lợi, công danh dễ dàng, thu đông xung khắc chẳng an, phòng người phản phúc mưu toan hại mình, chớ có tranh tụng hiểm nguy, ở đời nhịn nhục nhẹ thì cho ta, anh em nghịch ý chẳng hòa, ở gần gây gổ đi xa nhớ hoài, số tuổi sau có đất điền, ruộng vườn mua sắm của tiền làm ra, đầu tiên làm chẳng đặng an, hậu vận có của làm ăn mới bền. Tổng quan, tuổi Kỷ Sửu thuộc mạng hỏa, tính tình nóng nổi và có những lời hờn dỗi vô lý. Sự hờn dỗi và hay tự ái làm cho cuộc sống thiếu tình cảm từ người khác. Tuổi còn nhỏ không may mắn, nhưng trong tương lai có nhiều hay đẹp. Đặc biệt là vào ở độ tuổi từ 25 đến 27, có vài thành công lớn lao về cuộc đời, trên bước đường công danh cũng như đường tình duyên tài lộc. Năm 18 tuổi có nhiều may mắn trên con đường công danh, có đỗ đạt. Qua 20 tuổi thì lại càng tiến mạnh hơn nữa và cuộc đời sẽ hoàn thành sự nghiệp trước dự định của mình. Năm 73 tuổi, tức vào năm 2022 này, bản mệnh dù đã vượt qua 3 năm tam tai đầy khó khăn trắc trở, nhưng vẫn không được chủ quan. Bởi lẽ tử vi số mệnh cho thấy nam mạng 1949 gặp hạn ngũ mộ. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Vì hạn ngũ mộ là hạn chủ về hao tài tốn của, nên dù ít dù nhiều, dù mất một phần hay nặng nề là mất tất cả, thì cũng khiến cho tinh thần gia chủ đi xuống, ăn không ngon, ngủ không yên, tâm lý buồn lo, bất an. Hay nói cách khác, hạn ngũ mộ chủ về hao tài, tốn của, tốn tiền bạc, nhưng dẫn tới nhiều hệ lụy khác nhau. Do đó, cách tốt nhất là phải giữ tâm thế, hòa khí, tránh lo lắng mới có thể giải quyết được mọi việc sáng suốt. Mang theo bát bảo tâm kinh sẽ giúp quý gia chủ định tâm, chiêu đón bình an và may mắn. Đây chính là pháp khí hàng đầu của nhà Phật, được thiết kế từ bạc S999 với các hình tượng Phật Pháp mang ý nghĩa lớn. Mặt ngoài cùng là 8 pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú, được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng, có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trong là vòng trong cùng, là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc, đặc biệt dễ phát huy công năng tối đa nhất. Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói đây là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an may mắn cực hiệu nghiệm cho thân chủ. Về tình duyên, vấn đề tình duyên tuổi Kỷ Sửu có số đào hoa. Tuy nhiên có nhiều giai đoạn thăng trầm và luôn có những trường hợp làm cho cuộc đời có nhiều buồn đau, tình duyên sẽ bị long đong vào những tháng mà tuổi đúng vào 21, 22 và 23. Bạn sẽ gặp sự cay đắng phũ phàng, con đường tình duyên dù trải qua nhiều biến đổi nhưng không làm cho cuộc đời có những điểm may. Tuy có số đào hoa nhưng không bao giờ được hưởng sự tốt đẹp của hạnh phúc. Bạn nên xem dưới đây để biết được mình có mấy đời vợ và sự thay đổi cuộc đời qua mấy vấn đề tình duyên của bạn. Nếu bạn sinh nhầm vào tháng này thì bạn có 3 đời vợ,
mới ăn ở với nhau có hạnh phúc. Đó là những tháng 2, 3 và 9 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì bạn phải hai lần thay đổi tình duyên, đó là vào những tháng 4, 6, 7, 8 và 10 tháng 11 âm lịch. Nếu bạn sinh nhằm những tháng này thì bạn tạo ra được một cuộc sống êm ấm của hạnh phúc và chung thủy suốt đời, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 5 và 12 âm lịch. Bạn không thể nào cãi lại số mệnh như trên được, duyên số bạn đã định như vậy thì cố chịu chứ không biết phải làm sao. Gia đạo công danh. Công danh có cơ hội phát triển lên cao vào những năm 20 đến 25 tuổi. Bạn nên cẩn thận sáng suốt trong vấn đề này để tìm những dịp tốt đẹp, tạo lấy cơ hội phát triển. Cuộc sống rất có liên quan đến vấn đề công danh của bạn. Đường công danh của bạn có phần lên cao dần dần mà không bao giờ xuống thấp. Hy vọng vào tuổi 27-28, công danh như đã hoàn thành, như là dự định và ý muốn của bạn. Về gia đạo, số bạn sau này phải sống trong đơn côi nhiều hơn là sống êm ấm trong gia đình. Số có nhờ thân tộc, đôi chút trong vấn đề phát triển công danh. Về sự thành công là do bạn có chí kiên nhẫn và sáng suốt tạo nên. Gia đạo không được may mắn, nối tiếp là con đường cho bạn được sự thành công trong cuộc đời. Bởi lẽ bạn gặp nhằm những năm tối tăm trong cuộc sống vào đúng 22, 23 và bước qua 24 và 25, con đường công danh đi đến chỗ rạng rỡ hơn, thành công hoàn toàn vào tuổi 27 trở đi. Tuổi Kỷ Sửu hoàn thành sự nghiệp vào số tuổi 29 và 30, nhưng qua 31 và 33 lại bị đổ vỡ hoàn toàn vì quá tin tưởng bạn bè, mà nhất là tiêu hao vì một người đàn bà không hợp tuổi. Nhưng sau đó lại gầy dựng lại được và hoàn thành một cách vững chắc hơn. Tiền tài lên xuống vô chừng liên quan đến sự nghiệp có thể tạo được rất nhiều và tiêu hao cũng mau chóng. Sự nghiệp lên thì tiền tài vượng phát mạnh mẽ, muốn giữ được mức trung bình của vấn đề tiền tài phải bước qua tuổi 34 mới có thể đảm bảo được và chắc chắn về vấn đề này. Tóm lại, sự nghiệp và tiền tài vẫn đi đôi với nhau và lên xuống đồng đều. Sự nghiệp sớm hơn, tiền tài bền chắc muộn hơn đôi ba năm. Nhưng kết quả của cuộc đời, sự nghiệp lẫn tiền tài đều khả quan với vinh hiển. Tuổi hợp làm ăn. Khi muốn phát triển sự nghiệp, bạn cần hợp tác với những người có khả năng và trùng tuổi mới có thể phát triển được sự nghiệp và tiền tài. Bạn nên chọn những tuổi này: Canh Dần, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Bính Thân, Mậu Tý, Đinh Hợi. Những tuổi này rất hợp với tuổi bạn, có thể nhờ đó mà phát huy cơ nghiệp, tìm lấy nhiều lý do may mắn vào cho cuộc sống của mình. Hợp tác hùn hạp hay cộng tác làm ăn với những tuổi trên thì đều mau chóng có thể phát đạt. Lựa chọn vợ chồng. Trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình hạnh phúc cũng cần nên có sự lựa chọn rành rẽ để tránh đi những đổ vỡ nghèo khó hay là có thể làm cho cuộc sống gặp nhiều trở ngại, vì cuộc đời khi lớn lên phải có vợ chồng, đó là luật định của tạo hóa. Tuy nhiên, trong sự kết duyên mà không có sự trùng hợp thì cuộc đời sẽ gặp nhiều xui xẻo, nhưng trái lại sẽ có nhiều may mắn nếu bạn gặp tuổi hợp. Đây là những tuổi mà bạn có thể kết duyên tạo nên cuộc sống cao sang quyền quý, vì hai tuổi hợp nhau trong mọi hoàn cảnh. Vấn đề đó là những tuổi Canh Dần, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Bính Thân, Mậu Tý và Đinh Hợi. Kết duyên với gia chủ tuổi Canh Dần giúp bạn giàu sang phú quý, hào con đông đủ. Kết duyên với tuổi Quý Tỵ giúp bạn nên danh phận và quyền tước, hào tài dư giả, hào con trung bình. Kết duyên với tuổi Giáp Ngọ giúp bạn làm nên tiền bạc, con cái trung bình. Kết duyên với tuổi Mậu Tý cũng có thể giàu có nhưng lại hiếm muộn con về con cái. Nếu có con thì hào tài vừa đủ mà thôi. Kết duyên với tuổi Đinh Hợi, hào tài vượng phát mạnh và con cái đủ nuôi. Những tuổi kể trên là những tuổi trùng hợp với tuổi Kỷ Sửu. Nếu kết duyên thì mau tấn tài, tấn phát. Công danh cũng như về con cái giúp cho sự phát triển cơ nghiệp được nhiều điều tốt đẹp lên. Nếu vậy, cần đến sự sung túc cho cuộc đời, bạn nên lựa chọn những tuổi trên mà kết hợp vợ chồng thì mang lại được nhiều thắng lợi cho tương lai. Nếu bạn lỡ thương yêu với những người được ghi ra tuổi ở đây thì cuộc đời bạn chỉ hưởng được một cuộc sống trung bình, không giàu có mà cũng không nghèo túng. Đó là vào những tuổi Nhâm Thìn, Giáp Thân, Quý Mùi, Tân Tỵ. Nếu bạn kết hôn với những tuổi kể trên, chỉ có một mức sống tạm yên và vừa đầy đủ mà thôi, không đạt được gì vĩ đại trong cuộc đời. Bạn gặp những tuổi được kể ra ở đây, nếu kết hôn với nhau thì thật là khổ não trăm bề, không bao giờ giữ được một cuộc sống hoàn toàn vui vẻ, mà là một sự lo toan, túng quẫn, não nề, dù có học cao, tài giỏi, cũng chịu cam khổ suốt đời. Đó là tuổi Kỷ Sửu, vợ chồng đồng tuổi, Ất Mùi, Tân Sửu, Đinh Mùi, Quý Mùi. Nếu đã lỡ kết hôn, nên buồn cho số phận là hơn, chớ khó kiểm thoát được cảnh bần hàn. Những năm mà bạn phải ở những độ tuổi này rất kỵ việc hôn nhân, là vì những năm gặp nhiều đại hạn, bạn lựa chọn hôn nhân vào những năm này sẽ có nhiều điều phiền phức trong cuộc đời. Đó là những năm mà bạn ở vào độ tuổi 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tuổi. Nếu gặp những trường hợp kể trên, bạn chịu đau khổ nhiều về chuyện tình duyên.
tuổi Kỷ Sửu sinh vào những tháng này sẽ gặp nhiều vợ hay gặp cảnh trái ngang. Mối lương duyên của bạn, nếu bạn sinh nhầm những tháng dưới đây, đó là 2, 7, 3, 9, 6, 8 và 10 âm lịch. Nếu bạn sinh đúng nhầm những tháng kể trên sẽ có nhiều vợ, nhiều tình yêu hay đau khổ về đàn bà. Tuổi Đại Kỵ, dưới đây là những tuổi đại kỵ với tuổi bạn trong việc kết hôn cũng như mọi sự làm ăn hiện tại. Phạm nhầm những tuổi này, bạn có thể gặp phải những trường hợp tuyệt mạng trong vòng 1 năm hay cảnh biệt ly khổ sở vô cùng. Đó là những tuổi Tân Mão, Đinh Dậu, Mậu Tuất, Quý Mão, Bính Tuất và Ất Dậu. Nếu đã lỡ lầm hay là vì thương yêu thì lo trước. Nếu không sẽ gặp tai ương, mang sầu ly biệt và cả mối u tình suốt cuộc đời, không tránh khỏi. Như đã nói ở trên, khi phạm nhầm tuổi đại kỵ, bạn nên giản dị và cẩn thận đến mức tối đa trong cuộc sống cũng như trong việc làm ăn. Về việc hôn nhân hạnh phúc, nếu gặp tuổi đại kỵ thì nên âm thầm kết duyên hơn là làm rầm rộ, kỵ nhất là mâm trầu hay là ra mắt bà con, nhà cha mẹ. Đây là vấn đề tạm thời. Chứ thật ra, gặp tuổi đại kỵ mà hiệp hôn hay làm ăn thì quá khó khăn trong vấn đề tài lộc lẫn công danh sự nghiệp, nên tùy theo năm mà cũng sao hạn. Nếu gặp hạn trường hợp kết hôn, giao dịch với tuổi đại kỵ, vì sao hạn mỗi năm khác nhau, cho nên chúng ta cũng phải cúng sao hạn suốt 60 năm để thay đổi. Tốt nhất để hóa giải tuổi xấu hay nhân khí xấu tác động trong cuộc sống năm mạng 1949 Kỷ Sửu nên đeo vòng tay tam hợp bên mình, vừa tiêu trừ tiểu nhân, hóa giải thị phi, hòa hợp tuổi kỵ, vừa mang đến những quý nhân trợ giúp cho mình. Vòng tam hợp tị dậu sửu được làm từ gỗ huyết long. So với những loại gỗ khác, khi vừa chế tác xong thì có mùi rất thơm, nhưng nó sẽ phai nhạt theo thời gian và dần dần sẽ mất mùi. Còn đối với loại gỗ này thì khi chế tác thành những chiếc vòng tay sẽ không hề có mùi thơm. Nhưng khi đeo một thời gian được tiếp xúc với ánh nắng, mồ hôi người thì chúng bắt đầu tỏa hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ, tạo cảm giác rất dễ chịu cho người đeo. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp cùng với ba viên đá mã não đỏ, có khắc hình linh vật tam hợp tị dậu sửu. Nhóm này được gọi là nhóm tam hợp kim cục, khởi đầu từ tị, hỏa, tiến tới dậu kim, rồi đi vào sửu thổ. Sử dụng vòng tam hợp để chiêu mời quý nhân, dựa vào lực tam hợp của quý thần mang lại may mắn tài lộc, hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại sau lưng. Khi không còn điều xấu thì việc tốt đến với mình, từ đó tài lộc hạnh phúc sẽ đến với mình. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa, vòng tam hợp trước khi đến tay với gia chủ sẽ được bao sái tẩy uế khai trương nạp chú và chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói đây là một vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn cực hiệu nghiệm cho thân chủ. Năm khó khăn nhất, tuổi Kỷ Sửu thuộc mạng hỏa, tính hay nóng, việc làm ăn hay hấp tấp, không có những quyết định hay một tư tưởng dứt khoát nên thường mang nhiều thất bại trong cuộc đời. Những năm mà cuộc sống có những sự thăng trầm nhất, đau buồn nhất và lo âu nhất cũng là những năm 23, 25, 30 và 31 tuổi. Muốn vượt được qua những khó khăn của buồn bực và lo nghĩ thì cần sự trùng hợp của những tuổi hợp kể ở trên đều có thể làm ăn phát đạt. Tuy đường công danh có lên cao thật, tình duyên có hay đẹp thật, nhưng những khó khăn trong cuộc sống về bản thân cũng như cuộc đời vẫn phải trải qua nhiều buồn phiền đau khổ. Vượt qua được những năm nào ở những tuổi kể trên, bạn có thể hoàn thành sự nghiệp mau chóng, đường danh vọng cũng lên cao. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, bất kỳ ngày nào, năm nào, số tuổi bạn cũng hợp với ngày chẵn, giờ lẻ và tháng chẵn. Bạn cứ xuất hành đúng ngày giờ kể trên, nghĩa là lựa chọn ngày chẵn, giờ lẻ và tháng chẵn mà xuất hành thì không bao giờ gặp khó khăn, tai nạn, mà lại còn gặp nhiều thắng lợi trong việc làm ăn, diễn biến từng năm. Từ 19 đến 21 tuổi, cuộc sống có nhiều đảo lộn và sôi động, năm 19 tuổi có đỗ đạt hay có thành công trong công danh, nhưng về vấn đề tình duyên vào tuổi 20 có nhiều khắt khe. Quá 21 tuổi mới có thanh thản đôi chút, mới có được những ngày vui sướng về tâm trí lẫn bản thể. 3 năm đầy đủ hoàn toàn những diễn biến của cuộc đời, tuy về đường tài lộc ít ỏi và có phần khó khăn hơn, ngoài ra tình duyên, công thành danh toại. Từ 22 đến 26 tuổi, cuộc sống như lắng xuống, trong lúc công danh lần lần lên cao, tình duyên trở nên buồn khổ nhiều hơn, nhẫn nại và ít lo nghĩ hơn vào những tuổi 23 và 24. Nhưng trong 2 năm này, có sự phát triển về công danh vững mạnh cũng như là mạnh mẽ về tình cảm. Tuổi 25 và 26, tình duyên vẹn vẻ, công danh lên đến mức trung bình và còn lên cao hơn nữa để hoàn thành sự nghiệp.
từ 27 đến 31 tuổi, công danh lên cao đến mức chót của cuộc đời. Tình duyên cũng có nhiều êm đẹp, những năm 28 và 29 tuổi là những năm tươi vui nhất cho cuộc đời của bạn. Tuổi 27, sửa soạn để thành công vẻ vang về sự nghiệp, tình duyên lẫn cuộc sống. Vào 28 và 29 tuổi, thấy con đường ngày càng sáng tỏ hơn để bắt đầu, qua tuổi 31 và 30 có nhiều buồn phiền. Từ 32 đến 35 tuổi, khoảng thời gian 3 năm liền là 3 năm đầy khắt khe trong cuộc đời, tình duyên có thể đổ vỡ trong khoảng thời gian này, cố gắng và nhẫn nại để vượt qua. Sự nghiệp có sụp đổ đôi chút, công danh bị ngừng dần lại ở tuổi 33 và 34 tuổi. Tuổi 35 là năm ít có vui tươi bắt đầu, qua năm này thì bạn hết hạn tai và sự buồn bực, thoát số. Từ 36 đến 40 tuổi, trong thời gian 5 năm liền sự nghiệp lại phát triển mạnh mẽ trở lại, tình duyên được thay đổi vào những lúc mà bạn ở vào độ tuổi 36 và 37 tuổi, và qua 38 và 39 thì sự nghiệp bền vững, công danh lên cao, không còn những sự lo buồn hay đổ vỡ. Trong những năm này mà trái lại cuộc sống trong mọi hoàn cảnh hoàn toàn hạnh phúc ấm êm, cần phát triển mạnh mẽ hơn trong mọi vấn đề, với cuộc sống sung túc hơn và an nhàn hơn. Từ 41 đến 45 tuổi, 5 năm này, bạn hoàn thành có nhiều phúc đức, có đổ vỡ nhỏ vào năm 41 và 42 nhưng không lấy làm quan trọng. Qua 43 và 44 tuổi, sống an nhàn, êm ấm, hạnh phúc, có thể được hưởng từ những lộc nhỏ hay những tốt đẹp về phần con cái. Qua 45 tuổi thì hoàn toàn tốt đẹp, không xảy ra vấn đề việc gì đáng kể trong cuộc đời. Từ 46 đến 50 tuổi, mấy năm này sống bình thường, con cháu được sung túc, gia đạo được yên hòa và suốt thời gian từ 46 đến 50 không có gì quan trọng xảy ra trong sự nghiệp lẫn công danh của bạn. Trong tuổi 47 và 48 không được may mắn lắm về bản thân, có đau bệnh liên miên, nhưng qua khỏi ở tuổi 49, tuổi 50 lại phát đại mạnh mẽ. Từ 51 đến 55 tuổi, sự phát đạt và thành công về cuộc sống đã hoàn tất trong những năm này, nhưng số bạn không hưởng thọ được quá số tuổi trên, riêng phần con cái có nhiều vượng phát về tài lộc cũng như về vấn đề sự nghiệp công danh. Thưa quý vị, hy vọng những chia sẻ về tử vi trọn đời tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 năm mạng sẽ là nguồn tư liệu hữu ích đối với tất cả quý vị. Vạn sự trên đời đều không thể nói một cách tuyệt đối, vậy nên những kiến thức tử vi trên đây chỉ mang tính chiêm nghiệm mà thôi. Số phận còn thay đổi phụ thuộc vào đức năng và tâm tính của mỗi người. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an lạc và hanh thông.